Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Thanh Phương, SA7, Sờ Mông. Điếc không sợ súng, thường được dùng để chỉ những anh chàng pilot vừa mới ra trường và tham dự hành quân. Cho dù họ bay trực thăng hay phản lực, cảm giác phơi phới được lướt trên bầu trời mênh mông, như một cánh chim vừa thoát khỏi sự kèm tỏa. Hình ảnh rừng núi hay ruộng đồng mang màu xanh mướt dưới chân trông thật yên bình, cũng như tiếng động cơ rền vang giữa trời lấn át mọi tiếng súng địch. Nếu không có những sự chuẩn bị đề phòng cho những trường hợp bất trắc trước mỗi lúc cất cánh, vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt của các vị đàn anh hướng dẫn nhiều kinh nghiệm chiến trường, người ta không dễ nhận ra nét băn khoăn do dự của mỗi người pilot trẻ khi xuất trận. Bài viết sau đây của một pilot A-37 trẻ thuộc toán xuất ngoại thứ nhì của Liên khóa 7273, tốt nghiệp trường bay Shepard, về nước từ tháng 4 năm 74 và về phi đoàn Ó Đen 548 Phan Rang, đã tham gia chiến đấu cho đến ngày cuối cùng, được trích ra từ đặc san không gian Hằng Nỗi Nhớ của khóa 72A. Xin trân trọng cảm ơn quý niên trưởng khóa 72A. Dù là khóa úp ít của không lực Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều chúng ta đã góp mặt cho tới ngày tàn của cuộc chiến. Vào đầu năm 1974, các trự đi Mỹ trong toán đầu tiên đã bắt đầu về nước và phân tán ra các phi đoàn A-37. Toán thứ nhì về vài tháng sau đó, gồm có Đỗ Minh Hùng, Tự Hùng Đầu Bò, Trần Văn Tị, Nguyễn Thanh Phương, Tự Phương Lùng, Lý Anh Dũng, Liêm Cá Ngát và Quan Tuyết Trắng. Toán này đi đủ về thiếu vì có hai trự mắc kẹt lại học T-38 là Chí Bao Tử và Hồng Khỉ. Sau khi bắt thăm và phân tán mỏng ra các phi đoàn A-37 từ Đà Nẵng xuống Cần Thơ, tụi tôi đã theo các phi tuần phó hoặc phi tuần trưởng đi đánh hàng ngày. Dạo ấy khu trục đã xếp cánh gần hết, A-37 đã bắt đầu bao vùng và khởi sự bị rơi rụng vì chiến trường quá nóng bỏng, nhất là sau khi Ban Mê Thuột thất thủ trong trận chiến Cao Nguyên. Thị xã Ban Mê Thuột, nơi đặt dinh tỉnh trưởng Đắk Lắk, cùng với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh bị Cộng quân bao vây tứ phía. Sau khi quận Thuần Mẫn bị mất, quốc lộ 21 nối liền Ban Mê Thuột và Nha Trang qua quận Khánh Dương bị gián đoạn. Trong khi đó quận Đức Lập bị mất, nên con đường từ Ban Mê Thuột đi Quảng Đức cũng không còn sử dụng được. Sau khi anh Dũng kháng cự với lực lượng quá chênh lệch, Ban Mê Thuột cuối cùng đã thất thủ khoảng 48 tiếng sau đợt pháo kích đầu tiên của địch quân. Từ khi ra phi đoàn, tôi đi ghế phải với anh Lý Tống hầu như mỗi ngày. Chúng tôi đã đánh nhiều trận, có khi giải tỏa áp lực địch khi chúng công đồng, trận đánh đoàn xe chúng chuyển quân, thiêu hủy kho tiếp liệu hậu cần của địch, hoặc có khi đánh tăng. Dù vậy, chỉ có trong những ngày đánh mặt trận Ban Mê Thuột, tôi mới thật sự cảm thấy sợ. Cho dù anh Tống hay chọc tôi là điếc không sợ súng, bởi mới ra trường chưa phân biệt được cường độ phòng không. Ở Ban Mê Thuột khi đến vùng là đã thấy phòng không bắn xối xả, nhìn lên cũng như ngang dọc, chỉ thấy toàn là những cụm lửa như cái thúng hoặc những cụm bông gòn đang kín bầu trời. Chỉ trong một buổi sáng thôi mà chúng tôi đã bị rớt ba chiếc A-37, hai chiếc từ Phan Rang và một chiếc từ Phù Cát, cho dù là phe ta đã phải đánh tự trên cao. Trong một phi vụ tôi cùng đi với anh Lý Tống, đáp ứng quân bạn nhờ khóa họng vẹm. Chúng đã vào thị xã và bố trí súng cộng đồng trong một khách sạn để bắn qua bên kia đường là Bộ Tư lệnh. Phòng không đã là một cái khó, nhưng khó hơn nữa là việc bọn chúng và phe ta chỉ cách nhau có một con đường, chuỗi mà bà không nhập, nhích tay chút xíu thôi. Để ông đại tá tỉnh trưởng và ông tư lệnh sư đoàn có bề gì thì chắc khó sống. Briefing xác định trục đánh với bên L-19 xong xuôi, anh Tống bất chấp lệnh An Phi phải đánh từ trên cao, anh đã mang tàu xuống thấp và nói với tôi bằng giọng hài hước: "Ê, như vậy mới bảo đảm chích cha mấy thằng Việt Cộng." Khi xuống thấp mới thấy phòng không bắn dữ. Dù tôi chưa có kinh nghiệm phân biệt hướng và loại súng, mỗi lần mảnh đạn ghim vô tàu tôi đều cảm nhận được.
Tàu hơi rùng mình, hơi khẩn, hay hơi chao một chút xíu. Thoáng nghe như có tiếng kim loại chạm vào nhau, xé nhau rất sắc. Sau khi đánh xong pass thứ hai và đổi hướng đi ra, thình lình có một trái 37 ly nổ một cái hoành gần ngay đầu cánh bên phía tôi. Dù không ăn miễn, nhưng bị sức ép không khí nên tàu bị mất điều khiển trong giây lát. Nó chao đảo bền bồng như chiếc lá, dù có ngoái stick cách mấy cũng không có áp phê gì cả. Về tới phi trường, anh Tống kéo chúng tôi ra sau tàu để cùng đếm lẩu đạn. Sau đó anh Tống bị cù lũ, giỏ te tua. Cù lũ tức là phi đoàn trưởng. Như cái mền rách vì vụ bay thấp phạm luật an phi trầm trọng, ổng hâm sẽ crow nếu ảnh còn tái phạm. Từ văn phòng cù lũ đi ra, anh nhún vai một cái rất tay và nói với anh em, đánh giặc mà, đánh sao thì đánh, miễn chết giặc là ăn tiền. Trong một phi vụ khác, biệt động quân nhờ chúng tôi lên đánh giải tỏa áp lực địch đang đè nặng phi trường Phụng Dực. Hôm đó trời xấu, trần mây thấp, chúng tôi phải canh lỗ đục mây nhào xuống. Vừa đánh xong pass thứ nhất đang kéo tàu lên cao độ, thì nghe tiếng la chói lối hốt hoảng của phi tuần bạn và L-19, nói có SA-7 và chỉ kịp hô nhảy dù, nhảy dù. Không đợi nhắc lần thứ hai, chúng tôi không người xuống, giật handle kết quả và hỏa tiễn, đẩy hai cái ghế bắn ra khỏi tàu. Chỉ tích tắc sau đó, một tiếng nổ lớn rồi, một cụm lửa như cây đuốc lớn văng tung tóe. Tôi biết mình thoát chết trong gang tấc, bởi SA-7 còn sơi tái luôn F-5, đừng nói chi con vịt đẹp A-37. Dù của tôi bị rớt gần bìa rừng và vướng trên cây, tôi bị dập mặt đau đớn ê càng. Tôi đang phân dây leo xuống thì nghe rõ tiếng la hét với giọng bắt đặc sệt. Xuống tới đất, tôi ba chân bốn cẳng nhắm bìa rừng chạy thục mạng. Ý nghĩ phen này để tụi nó bắt được thì mình chết chắc, làm cho tôi càng sợ. Và càng sợ thì chạy càng lẹ, bất kể gai góc bụi rậm chằng chịt. Ra tới bìa rừng, tôi thấy có ba chiếc M113 chạy về phía mình. Gần tới nơi thì một chiếc trở đầu ve lại và mở cửa. Còn hai chiếc kia xả đạn đại liên vô rừng. Từ chiếc mở cửa, hai bóng rằn ri mũ nâu phóng ra. Xóc hai bên nách tôi thiếu điều nhấc bổng hai chân rồi phóng vô lòng xe gọn băng. Khi ba chiếc chạy về hướng quân bạn, tôi còn nghe tiếng đạn trúng lốp bóp chắc chúa vào vỏ sắt của chiếc xe đang chở tôi. Thở hổn hển, tim đập mạnh muốn vỡ lồng ngực. Tôi nắm chặt tay của hai bạn biệt động quân và cảm ơn họ cứu mạng. Họ nhìn tôi cười và nói tỉnh bơ. Thiếu quý đừng có cảm ơn tụi tôi mà hãy cảm ơn ông thiếu quý thiết giáp kìa. Ông tình nguyện đi cứu thiếu quý đó. Tụi tôi chỉ đi theo chơi thôi. Ông phi công kia có bộ nhảy dù hay hơn thiếu quý à. Dù của ông rất vô ngay chốc bên đại đội chỉ huy. Thế là tôi được cứu thoát bởi những người bạn biệt động quân thiết giáp can trường. Bộ binh dũng mãnh đầy tình huynh đệ chi binh, đường đời muôn vạn nẻo, nhất là sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ ơn và cầu nguyện mọi sự an lành tốt đẹp đến cho họ. Tác giả Nguyễn Thanh Phương. Và tiếp theo sau đây là bài Phi vụ trả đũa Phan Rang của Không quân Tạ Thượng Tứ. Tháng Tư Đen 1975, thoáng mà đã hơn 4 thập niên trôi qua. Từ tháng 3 năm 75, Cộng quân mở rộng chiến tranh. Ngày 13 tháng 3, Ban Mê Thuộc thất thủ, kéo theo Quảng Trị và Huế mất ngày 26 tháng 3. Sau đó Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3, rồi đến Nha Trang lọt vào tay Cộng sản ngày 1 tháng 4. Ngày 16 tháng 4 năm 75, tuyến đầu Phan Rang thất thủ, phần lớn phi cơ A-37 đã được bay về đồn trú tại phi trường Tân Sơn Nhất. Các diễn biến ấy như báo trước sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa khi mà người đồng minh lâu đời đã trở mặt quay lưng. Buổi chiều ngày 28 tháng 4, như thường lệ sau khi thi hành xong phi vụ hành quân, chúng tôi phóng ra cổng dùng cơm chiều. Sau đó trở vào phòng trực hành quân để túc trực đêm. Bốn người chúng tôi, Thi, Chấn, Nhân và tôi, đèo nhau trên hai chiếc xe lam. Vừa vào đến cổng bỗng nghe tiếng gầm thét của phản lực cơ đang oanh kích.
một vài cụm khói đen bốc lên từ nơi bến đậu phi cơ vận tải. Chiếc phi cơ A-37 cuối cùng vừa thả bom xong, đang vội vã kéo lên và đuổi theo đồng bọn đang lấy hướng đông bắc. Tôi nghĩ thầm, nếu giờ này mà các cánh gió siêu thanh phóng lên thì tụi này chắc là sẽ nguy to. Nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, thế là cả bọn giặc đã thoát nạn. Chúng tôi phóng nhanh vào phòng hành quân để tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra, phi cơ xuất xứ từ đâu, phi đoàn nào, loại trừ phi cơ thuộc không đoàn 92 chiến thuật của chúng tôi, thì chỉ còn có phi đoàn 532 gấu đen và các phi đoàn 520 thần báo, 526 quỷ vương và 546 thiên sứ đang trú đóng ở Bình Thủy Trà Nóc. Sau khi liên lạc với phòng hành quân chiến cuộc sư đoàn 40 quân, thì họ xác định là không có một phi tuần A-37 nào cất cánh. Như vậy thì năm phi cơ A-37 này xuất phát từ đâu? Không thể cất cánh từ Phù Cát hay Đà Nẵng, vì quá xa không đủ nhiên liệu để đi và về, chắc chắn là xuất phát từ phi trường Phan Rang. Mãi sau này qua các báo chí thông tin của Cộng sản, ta được biết năm phi cơ đó thuộc phi đội quyết thắng mà biên đội trưởng do tên Nguyễn Văn Lục, bay số 3 chỉ huy toàn bộ, Nguyễn Thành Trung chỉ có nhiệm vụ bay dẫn đường. Số 1, Nguyễn Thành Trung. Số 2, Từ Để, con trai của Từ Giấy. Số 3, Nguyễn Văn Lục, chỉ huy. Số 4, Mai Vượng, chết tháng 7 năm 75, trong một phi vụ huấn luyện. Và Trung úy Trần Văn Ân, phi công không quân Việt Nam Cộng Hòa. Số 5, Hán Văn Quảng. Buổi tối, chúng tôi đang ngồi uống cà phê trong phòng trực hành quân thì Đại tá Lê Văn Thảo, không đoàn trưởng không đoàn 92 chiến thuật không quân bước vào, ông gọi: "Thì Chấn, Tứ và Liễm vào văn phòng gặp tôi." Chúng tôi vào văn phòng, Đại tá Thảo trao cho anh Thi bản phi lệnh hành quân và ông nói ngắn gọn: "Năm phi cơ A-37 oanh kích buổi chiều là xuất phát từ phi trường Phan Rang. Không đoàn 92 chúng ta phải thi hành phi vụ trả đũa đánh vào phi trường Phan Rang đêm nay. Phi cơ mang bom nổ sẽ đánh vào bãi đậu phi cơ và phi đạo, còn phi cơ mang CPU-55 sẽ đánh vào bộ chỉ huy của chúng. Nghi ngờ là đang đóng ở hai trailer cuối phi đạo. Phi trường Phan Rang giờ đây là nằm trong tay địch. Hỏa lực và phòng không của địch ta không rõ, do đó các anh phải rất là cẩn thận và phải thích nghi trong mọi tình huống, chủ yếu là an toàn tối đa." Khi ông ra khỏi phòng họp, anh Thi bảo: "Chấn, mày đi lít. Liễn, bay số 2. Tàu, bay số 3, Tứ, bay số 4. Sau đó, thiếu tá Chấn thuyết trình sơ lược phi vụ. Danh hiệu phi tuần là Phong Giao, check-in và di chuyển tầng số 1, cất cánh tầng số 2, Paris tầng số 3, làm việc tầng số 6. Họp đoàn cất cánh tầng 2 chiếc, tập hợp hướng 060, bình phi 19.500 bộ. Họp đoàn hành quân, trực chỉ thành phố Phan Rang. 1 và 3 tắt beer canh, chỉ để đèn wingtip dim. 2 và 4 tắt hết cả đèn. Đến Phan Rang chúng ta sẽ bay dọc theo sông Danh. Khi đến mục tiêu, phi tuần sẽ giãn ra ở hợp đoàn chiến đấu, lần lượt tấn công vào mục tiêu đã định. Giải tỏa hướng Nam, lấy hướng 210, tập hợp cao độ 20.500 trở về căn cứ xuất phát. Mọi người nhận rõ và lấy dù mẫu sẵn sàng xuất phát." Chuông điện thoại reo vang. "Alo, thiếu tá Chấn nghe." "Thưa thiếu tá, tôi là trung sĩ cơ phi đạo A-37. Xin báo cáo thiếu tá các phi cơ đã trang bị sẵn sàng." "Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ ra phi cơ ngay." Chiếc xe van đưa chúng tôi ra phi cơ. 4 phi cơ A-37 đen xì dưới cánh nặng triệu bom đạn. Tôi kiểm soát bom đạn dưới cánh, cánh gió, cánh đuôi xong phóng nhanh vào phòng lái. Nay nịch đội mũ gắn ống dưỡng khí. Tra dấu gắn APU để mở máy. Cơ trưởng gắn APU vào. Đèn phi cụ trong phòng lái sáng rực. Cơ trưởng xoay ngón tay trỏ ra hiệu mở máy. Tôi gật đầu hiểu ý. Tôi mở máy trái xong rồi máy phải. Hai máy khởi động tốt. Tôi tra dấu hiệu rút APU. Tôi check sơ các phi cụ, mở máy truyền tin lên. Một phút sau nghe trên tầng số vô tuyến: "Phong Giao, thử vô tuyến. 2, 3, 4. 1 nghe 2, 3, 4. 5 trên 5. Đài kiểm soát Tân Sơn Nhất, Phong Giao gọi. Tân Sơn Nhất nghe Phong Giao. Tân Sơn Nhất đầy Phong Giao, xin di chuyển và cất cánh 4 phi cơ A-37. Phong Giao, Tân Sơn Nhất nhận rõ, cho phép di chuyển và cất cánh đường bay 25, gió, hướng, mạnh, liên lạc, tầng số 2 để cất cánh. Phong Giao, nhận rõ." 4 phi cơ A-37 âm thầm di chuyển đến cuối phi đạo.
Phong Giao Một ra lệnh. Phong Giao tần số 2. 2, 3, 4. Phong Giao thử vô tuyến. 2, 3, 4. Đài kiểm soát Phong Giao sẵn sàng cất cánh. Phong Giao, đây đài kiểm soát cho phép bạn cất cánh. Phong Giao hiểu. Phi cơ 1 và 2 so hàng ngang cánh trên phi đạo. Số 1 ra dấu cất cánh, đẩy tay ga lên 95%. Số 1 từ từ nhả thắng. Phi cơ lướt nhanh trên phi đạo. Tiếng gầm thét của động cơ phản lực xé tan sự tĩnh mịch của đêm. Ánh lửa phục ra từ phía sau động cơ làm tăng thêm vẻ uy nghi của bốn con chim sắt khi rời mặt đất. Phong Giao 1, 3 và 4, Airborne. 1 nhận rõ, Phong Giao qua tần số 3. 2, 3, 4, Phong Giao thử vô tuyến. 2, 3, 4. 1 nghe rõ, 2, 3, 4. Đài kiểm báo Perry, phi tuần Phong Giao 4, phi cơ A37 cất cánh từ Tân Sơn Nhất. Phi vụ đặc biệt xin cho biết thời tiết hướng đông bắc khoảng 120 dặm và xin radar theo dõi. Phong Giao Paris hiểu thời tiết hướng đông bắc tốt, trần mây, tầm nhìn xa, đã nhìn thấy bạn trên màn ảnh radar và theo dõi. Paris, Phong Giao cảm ơn bạn. Phi tuần lấy hướng đông bắc, lấy thành phố Phan Rang làm chuẩn, sau đó sẽ bay dọc theo sông Danh, hướng tây bắc để quanh kích phi trường Phan Rang theo những mục tiêu đã định. Đã hơn 2 tuần kể từ sau ngày di tản khỏi Phan Rang, giờ đây mỗi người trong chúng tôi không ai tránh khỏi bồi ngồi khi trông thấy lại thành phố cũ. Những con đường xưa thân yêu và quen thuộc, trăng sáng vằng vặc thành phố Phan Rang trước mặt, đèn đuốc vẫn sáng choang. Tôi nhìn đồng hồ 12 giờ 30 phút, đã sang một ngày mới, ngày 29 tháng 4. Thiếu tá Chấn nghiêng cánh trái bay dọc theo sông Danh hướng về phi trường. 5 phút sau, dưới ánh trăng lờ mờ, phi trường hiện rõ hai phi đạo song song, phi đạo 04 và phi đạo 22. Cuối đường bay là bãi đậu. Có phi cơ A-37, khoảng hơn 10 chiếc. Trong số phi cơ này chắc chắn là phải có 5 chiếc ban chiều đã quanh kích phi trường Tân Sơn Nhất. Trong đầu tôi chợt thoáng lên một niềm thù hận. Mình sẽ cố gắng đập nát tất cả phi cơ này. Đang suy nghĩ vẫn vơ chợt nghe văng vẳng mệnh lệnh của Phong Giao 1. Phong Giao sang tầng số 6. 2, 3, 4 nhận rõ. Phong Giao thử vô tuyến. 2, 3, 4. Phong Giao vào đội hình chiến đấu, 1 và 3 đánh vào bộ chỉ huy, 2 đánh vào phi đạo, 4 đánh vào bãi đậu phi cơ. Tắt đèn Kiroin, thả một pass interval, tập hợp ở hướng nam 20.500 bộ. 2 hiểu, 3 hiểu, 4 hiểu. Tuần tự từng chiếc lao vào mục tiêu, những đốm lửa lóe sáng, những tiếng nổ phụ. Tôi lao vào mục tiêu nhắm vào bãi đậu phi cơ. Tôi bay xuống thấp 3.000, 2.500 rồi 2.000 bộ. Tôi bấm nút thả bom, tôi kéo bột phi cơ lên quay lại nhìn. Bốn quả bom nổ, phi cơ bị chao động mạnh, có lẽ tôi xuống quá thấp. Phi trường tối đen không một ánh đèn. Chúng tôi không ghi nhận một hỏa lực nào từ dưới đất. Có lẽ bè lũ Nguyễn Thành Trung quá vui mừng vì phi vụ thả bom xuống phi trường Tân Sơn Nhất ban chiều, hoặc là vì chúng tôi trả đũa một cách quá bất ngờ nên chúng chưa kịp phản ứng. Chỉ với một phi tuần bốn phi cơ A-37, với hỏa lực quá ít ôi, phi vụ trả đũa này không làm sao xoay trở tình thế, chỉ muốn cho bọn Cộng sản biết rằng các phi công khu trục của Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng dập tắt những âm mưu xâm lăng của chúng. Quanh kích xong, chúng tôi lên cao độ 20.500 bộ, tập hợp lại đổi sang tầng số 3, báo cáo phi vụ hoàn tất cho đài kiểm báo Paris, rồi lấy hướng 210 trực chỉ Tân Sơn Nhất. Mọi người giữ im lặng trên tầng số. Chúng tôi hạ cánh lúc 1 giờ 15 rạng ngày 29 tháng 4, vào đến phòng hành quân chưa kịp uống ly cà phê, đã phải tối tăm mặt mũi khi những quả pháo kích của địch trót xối xả vào những phi cơ A-37 đang đậu trên đường di chuyển. Cộng quân tiếp tục pháo kích đến sáng, toàn bộ phi cơ A-37 của không đoàn 92 chiến thuật hầu như bị phá hủy hoặc hư hại nặng, không còn có khả năng bay được nữa. Ngày 29 tháng 4, Tân Sơn Nhất vô cùng hỗn loạn, người người xôi ngược tìm phương tiện thoát thân. May mắn cho thiếu tá Vũ Ngọc Liễn tìm được phi cơ xuống sư đoàn 40 quân và sau đó đã tìm được phương tiện đi Utapau, hiện đang cùng gia đình định cư tại miền Nam Cali. Riêng cá nhân tôi, Trung tá Thi và thiếu tá Chấn, dù có tìm đường lặn lội xuống tới Rạch Giá vẫn không thoát được số tù, rồi cả ba bị bắt vào trại tù cải tạo. Anh Thi 3 lần vô ra trại tù, tổng cộng 13 năm tù, tôi 10 năm rưỡi, Chấn 8 năm, ra tù và vượt biên năm 1983.
hiện cư trú cùng gia đình tại tiểu bang Florida. Tôi vượt biên năm 86, đến Mỹ năm 87 và đang sống với gia đình tại miền Bắc Cali. Anh Thi đi diễn HO năm 92, định cư ở Dallas. Anh đột ngột mất đi ngày 12 tháng 1 năm 95, trong nỗi cô đơn nơi xứ người. Tôi viết lại hồi ký này để tưởng nhớ đến anh Nguyễn Văn Thi, một người chỉ huy giỏi, dũng cảm, một người anh và là một người bạn chân thành. Cũng xin gửi đến hai bạn Trấn và Liễn, những người bạn cùng khóa 63A, sinh viên sĩ quan không quân, đã cùng sát cánh bên nhau cho đến ngày tàn cuộc chiến. Không quân Tạ Thượng Tứ, tháng Tư Đen 2014. Xin cảm ơn tác giả và xin cảm ơn bà con mình đã nghe hai bài viết.